Các bạn, tuần trước là mình đã xem cái phần là khâu là tẩy gỗ à, cho nó sáng ra cái phần giá. Thì là sau đây là mình sẽ chuyển sang cái phần thứ hai là sử dụng cái kỹ thuật là sơn leo gốc acrylic à, nó vừa tiện lợi vừa nhanh khô mà nó lại là không độc à. Rất vui là hôm nay anh chủ nhà đang làm con gà hấp muối để đãi thợ. Bây giờ à, đây là gà ủ muối nha các bạn. Gà hấp muối. Biết giờ thì mỗi tuần mình làm mỗi bước thôi. Là cái dòng sơn lao epoxy. Sơn lao gốc acrylic chứ. Acrylic. À. Mình chỉ còn xé cái áo ra hay là cái gì cũng dễ vậy được. Mình đây. À. Mình chấm vô. Thật ra đổ ra cái chén thì nó sẽ ấy hơn. Đây. Chấm vô thôi. Đó, bắt đầu leo. Xé. Nó hút rất là nhanh. Cái gỗ này nó. Sau khi mà mình đánh xong cái sơn leo đây, mình leo xong cái sơn leo đây cỡ tầm 10 đến 15 phút. Mình sẽ lấy dây nhám cũ hoặc là cái dây nhám, nếu mà mua thì mua dây nhám số lớn số 1000. Còn đánh miệng nữa là 1500. Thì bây giờ mình đánh cỡ tầm 800-1000 là cũng được rồi, mình vuốt sơ một lần nữa. Còn nếu như mà mình càng muốn kỹ, càng kỹ thì đánh số càng lớn, đánh càng nhiều nước. Đó, như vậy. Nhưng mà ở đây thì coi như mình làm cỡ tầm dây nhám cái tầm 800-1000 đó, rồi mình vuốt sơ xem rồi mình vuốt lại một nước nữa là được. Đó. Tự làm á, nếu như các bạn cái kỹ thuật mà cầm dây nhám là bắt xé tựa nhám ra, là bắt kẹp ba ngón tay bằng lên này đó. Chà thì nó sẽ lâu mỏi tay hơn. Đấy. Phủi sạch, đây là công đoạn mình phủi sạch xong rồi tiếp tục mình lau một nước nữa.